khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Quá bao nhiêu năm không đổi tay lớn lên còn nghèo. Trời ơi là trời ơi, khổ quá luôn á trời. Hay, cuộc sống thật là hẩm hiu. Bây giờ trong nhà mình không còn một đồng nào hết, kiếm đâu ra tiền để ăn đây, đói bụng quá. Đói bụng quá, nhà không còn cái gì để ăn luôn rồi. Hay là bây giờ đi qua bên tiệm KFC để kiếm cái gì ăn được không ta? Qua mua thiếu đồ không vậy? Mua thiếu mà không trả chắc ta đập vô mặt mình luôn quá. Quên nữa. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Mà Quay. Ta-da! Ok, thì hôm nay mình buồn quá. Mình hết sạch tiền để có tiền ăn uống rồi. Mình đói bụng lắm luôn anh em. Nhưng mà bây giờ biết sao đây. Mấy bạn á, dạo gần đây nè, ít xem video của mình quá cho nên là mình không được tiền. Mình không có gì để ăn cả. Có cái bảng gì đây, cái gì đây? Cần thuê người dọn dẹp nhà, giá 100 kim cương. Liên hệ 0113114115. Số điện thoại à. Đói bụng. Cái gì? 100 kim cương. À ok ok, trời ơi. Thôi dọn có cái nhà này thôi mà đến 100 kim cương luôn, ngu gì mà không làm. Trời ơi là trời. Ok để xem coi. Ồ trời, giờ mình hiểu lý do tại sao nó đến 100 kim cương rồi đó. Trời ơi cái gì mà nó như một cái nhà ma vậy trời. Rác đi không quá trời đi. Trời ơi trời. Ôi chán quá trời, giờ phải dọn dẹp thôi gì. Dọn dẹp xong đâu mình gọi đến số điện thoại này là người ta sẽ đem kim cương tới, ta trả cho mình đúng không? Vậy thì quá dễ rồi. Để dọn dẹp cái đống này đã. Ôi nhìn kìa trời ơi. Trời ơi lấy được có cái cục rơm thôi mà lâu vãi chưởng. Ôi này lấy sao đây? À dùng kéo cắt hả? Ôi trời ơi nó khó. Ôi rồi bí ngô rồi đó nè. Ôi mạng nhện nữa. Cái gì đâu mà cái nhà gì đâu mà nó dơ vậy ta? Lấy mạng nhện nè. Trời ơi rồi bí ngô rồi. Quên bí ngô này, đem về nhà nấu canh bí ngô ăn được. Đúng rồi. Thôi, đang đói bụng. Ngon trời đói bụng quá. Trời mày quá. Có được canh bí ngô đem về ăn rồi. Trời ơi. Cái đống rơm trong đây mới cực nè trời. Rơm này đúng khó đập. Đập đúng lâu luôn á. Mà giờ đập hết đống rơm chắc tôi chết với trời. Trời ơi trời. Trời chán ghê trời. Trời ơi. Ủa cái gì đây? Ủa tại sao có cái rương trong đây ta? Tại sao chủ nhà đi dọn đồ gì đâu mà để quên cái rương trong đây nè? Anh em ơi, biết đâu đây chính là kho báu hay sao ta? Lỡ đó là kho báu thì phải. À không, trời tào lao quá, cái rương người ta để cái này chắc đồ dư thừa người ta dục luôn á, chứ đâu phải là cái rương đựng gì đâu. Hay là tiền tiết kiệm ta? Nếu mà đây là cái rương đựng tiền tiết kiệm của chủ nhà vậy thì mình sẽ có tiền để ăn rồi. Để xem coi. Ôi chẳng có gì luôn. Trời. Ơi tàn là xương với lại cỏ rác đồ không à. Ủa cái này là gì đây? Trứng sinh vật gì đây? SCP-1851 là con gì? Hay trời cái này là gì ta? Ơi SCP-1851 là gì ta? Ủa cái này là cái con gì ạ? Ôi hình như đây là một con búp bê sao anh em ơi? Hình như đây là một con búp bê biết cử động. Ô hình như là con búp bê nó đang sử dụng bằng pin đó anh em. Anh em có biết mà mấy con búp bê mà người ta sử dụng bằng pin không? Đó, con này chắc là cũng là loại búp bê sử dụng bằng pin nè. Nó cũng quay đầu lại được nè. Quay, mày biết nói không búp bê? Búp bê ơi. Búp bê nó không nói gì luôn. Đi đâu ngoài tao dọn dẹp coi. Đi đâu ngoài? Bực bội à. Cái gì đâu? Là trời, khổ quá. Dọn cái đống này chắc mệt chết luôn trời. Thôi, không dọn đâu. Mệt quá. Cái đống này dọn chắc tôi chết quá. Trời thôi mệt lắm. Về. Thôi. Chẳng lẽ giờ mình về mình để búp bê ngoài đây? Với lại con búp bê nó còn chạy bằng pin nữa, nhìn cũng khá là hấp dẫn đó. Hay là mình đem nó về để mình bỏ vô trong phòng mình trang trí ra. Cũng được á trời. Mang về nhà trang trí. Đúng rồi. Đi về búp bê ơi. Ta sẽ mang mày về để làm vật trang trí. Trời con búp bê này cơ bộ cũng khá là hay ha. Nó chạy bằng pin cho nên nó biết cử động nè. Trời ơi lạ quá ta. Thôi đây đem về. Ok anh em ơi, thì mình đã đem con búp bê này về nhà rồi đây đó. Thì nhà của mình khá là chật chội cho nên mình đã quyết định mình sẽ để con búp bê này trang trí ở trong toilet. Ta-da! Ok, để trong toilet cũng được mà nhìn cũng khá là đẹp. Mà con búp bê này nó chỉ biết đứng im chỗ thôi, mình tưởng là nó dùng được pin thì nó phải biết cử động, nó phải biết đi lại, nhưng ai dè nó dùng bằng pin nó chỉ biết cử động cái đầu thôi à. Ơi hơi bị chán nha. Thôi kệ, để ở đây để trang trí cũng được. Còn bây giờ mình nghĩ là mình phải đi ra ngoài để lấy đồ ăn ăn thôi. Trời ơi.
đây. Ôi cái đống đồ hồi nãy mình mới dọn dẹp ở bên nhà cũ bên kia mình cầm trong người, thôi kệ đi, bỏ đi. Bây giờ mình sẽ đem đống thức ăn này ra ngoài dọn ra bàn để ăn coi. Đùi gà nè, thịt gà nè, trái cây nè. Anh em biết thức ăn này kiếm đâu không? Hồi nãy mình qua bên cái nhà bên đó thì mình thấy có một cái ở bên dưới cái đáy của cái rương á anh em. Nó còn có thêm một cái rương nữa và trong đó nó có thức ăn á. Trời ơi ngon quá. Vậy là mình có được thức ăn để ăn trong mấy ngày rồi. Hay, thôi ăn thôi. Ngon quá. Trời ơi no quá. À, chắc là bây giờ mình để chén đũa đây mình đi ngủ đi. Đi ngủ tí nữa mình ra mình dọn. Thôi ngủ ngay bàn luôn cho rồi, buồn ngủ quá. Trời. Trời nhức đầu quá, nằm ngoài đây đúng là mũi cắn nhiều quá. Thôi vô phòng bật điều hòa cho nó mát. À quên nữa, phải dọn đống chén đĩa đã. Ơi Ủa có gì đó sai sai á ta. Ủa cái đống chén đĩa của mình đâu rồi? Ủa hồi nãy anh mới để đây mà. À chắc là mình dọn rồi hay phải xong phóng ta để coi coi. Trời ơi chắc là mình dọn rồi. Đống chén đĩa đã được xếp lên trên đây một cách rất là gọn gàng luôn. Ủa tại sao mình nhớ là mình đâu có dọn đâu ta? Nếu mà mình dọn á, nếu như là mình dọn thì mình sẽ đem đống chén đĩa mình quăng xuống đây luôn. Chứ mình đâu có mà mang đi xếp gọn gàng vậy đâu, để tí nó rửa đâu. Ồ, cái này là... Anh em ơi, chỉ có thể là nhà mình có ma. Phải không ta? Hay là có ăn trộm? Ồ, mình nghi ngờ quá anh em ơi. Hay là trong nhà mình có ai ta? Ôi, nghi ngờ quá. Có ai không vậy? Hả, có ai không? Ủa xong có ai vậy? Ôi, có ai không? Có ai không vậy? Ôi trời, nghi ngờ quá. Ôi, để mình thử lại coi. Mình sẽ đem cái đống chén đĩa này hả? Mình sẽ đem, mình bỏ lại trên bàn hả? Mình phải canh thử xem coi có kẻ nào đến đây ăn trộm đồ hay là trốn trong nhà mình hay không. Rồi mà đem dọn giùm cho mình đống chén đĩa này luôn. Ủa dọn đống chén đĩa làm sao mà là ăn trộm được ta? Thôi mặc kệ, nói chung đi vô nhà mình mà không xin phép là không thể nào chấp nhận được. Mình phải đi ra ngoài đây để mình theo dõi mới được. Được rồi, ok. Mình sẽ kiếm cái gì đó, mình leo, mình đứng ở chỗ này, mình theo dõi. Mình sẽ theo dõi để coi tên nào đã vào lẻn vào nhà mình. Đó, ok, để theo dõi mới được. La 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 la. Ủa, thôi, hôm nay ông chủ đi vắng rồi hay sao á? Trời ơi, sáng thấy đi dội lắm mà. Hey, thôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm công việc của mình thôi. Hey, đi xem nhà có gì bận không ta. Ta. Ý, ủa, ôi, sao bát đĩa mà ông chủ lại để đây quá trời đất vậy? Trời ơi, chắc là sáng nay lại mua đồ ăn về thì ăn nhậu rồi, trời ơi, vứt đĩa tùm luôn luôn à, xương gặm xong không dục đi luôn à. Thôi, nhưng mà không sao, mình sẽ làm được mấy cái việc này rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ đi dọn đúng này thôi. Ôi, sao dưới nhà sao trái quả tùm lum vậy? Ôi, hình như là chắc sáng nay ông chủ đi làm sớm lắm mà là để tùm lum quá trời đất ở nhà gì bừa bộn vậy. Thôi, bây giờ mình sẽ dọn dẹp hết đống này, không sao cả, bởi vì dọn dẹp nhà là niềm đam mê của mình mà. Hey, gặp mấy cái này đơn giản này, quả táo nè. Ôi quả táo nè, trời ơi quả táo nè. Ủa mấy trái táo này hình như vẫn còn dùng được nè. Chiều đó mình mang mấy trái táo này đi, mình gọt thật lại là mình cũng có thể xài được nè. Nấu thành một món ăn gì đấy là đảm bảo không bị mất vệ sinh đâu. Thôi bây giờ nhà đã dọn dẹp sạch rồi á, giờ mình sẽ đi mình quét nhà thôi. Pam. Ôi, anh em thấy chưa? Mình biết chắc là trong nhà của mình mấy ngày nay nó có người mà. Hèn gì là thức ăn đồ ha, mình để trong tủ lạnh. Cũng có người sắp xếp lại đàng hoàng. Và chén đĩa á, thì mình quăng ở trên bàn á, mình không rửa. Cũng có người đem dọn dẹp cho mình rồi rửa chén giùm cho mình luôn. Trời ơi, hèn gì, trời ơi là trời. Không biết con bé này là ở đâu mà tự nhiên nó lại vô nhà mình ta. Mặc dù mình biết là nó đang giúp mình, nó đang dọn chén đĩa giúp mình, nhưng mà vô nhà người khác mà không xin phép như vậy đúng thật là không thể nào mà chấp nhận được. Bây giờ mình phải vô để mình coi như thế nào được. Ôi con bé kia. Ôi, đứng lại, không được đâu, đứng lại. Leo lên ghế ngồi, nhanh lên, leo lên ghế ngồi. Không phải là ăn trộm đâu ông chủ ơi, ông chủ đừng có mắng con, trời đất ơi. Không phải là ăn trộm vậy, vô nhà ta làm gì? Trời ơi, ta để ý mấy ngày nay rồi. Hình như là ngươi đúng rồi ha, tính là con bé nó vô nhà mình để ý là nó chỉ giúp việc cho mình thôi mà. Nó gì đâu, nó dọn chén đĩa rồi nó sắp xếp đồ ăn trong tủ lại chứ nó không ăn miếng nào hết. Ủa bộ mày không biết đói hả? Con có biết đói nhưng mà con chỉ ăn mấy cái đồ linh tinh thôi à, mà con là búp bê, con không có cần ăn đồ ăn nhiều. Ủa cái gì búp bê á? Búp bê! Ủa, có ma búp bê!
chơi. Ủa, đứng em ra, đứng em ra, đừng nhảy nhót nữa coi. Búp bê vậy lanh chanh quá, để xem coi. À, nhìn trước sau coi. Ủa đúng rồi nè, con búp bê này là con búp bê mà lần trước mình lấy ở bên nhà ông hàng xóm thì phải. Ủa nhưng mà tại sao ngươi lại cử động được? À, đấy là bởi vì là con là một con búp bê từ lâu rồi, từ cách đây hình như là mấy chục năm gì đó đó. Thôi từ hết đời này người ta truyền qua đời khác rồi, lâu năm rồi, con người ta gọi là thành tinh á, là con có linh hồn. Ồ, có linh hồn luôn hả? Ghê vậy. Ui, vậy là trong con búp bê này đang có một linh hồn của một em bé. Ủa, thì ngươi là một linh hồn. Ủa, thì có nghĩa là ngươi chết rồi hả? Thực ra là con không còn tồn tại nữa, nhưng mà con là một cái biến thể đặc biệt á, người ta hay gọi là SCP á. SCP? Ui, lạ quá vậy. Ủa, nhưng mà tại sao ngươi lại không đi siêu thoát đi mà ngươi cứ nằm trong con búp bê này hoài, bộ ngươi không thấy khó chịu hả? Con cũng muốn siêu thoát lắm chứ, nhưng mà ngày xưa cái ông chủ cũ của con là cái nhà mà ông mang về á, nhưng mà ông ta khi mà biết con là con là một con búp bê giúp việc á, thì ông ta trở nên tham lam, ông ta muốn có một cái người giúp việc cho mình lâu hơn, ông không muốn để con đi, nên là thay vì ông ấy trả công con, đáng nghe ông ấy phải siêu cho con gọi là siêu thoát, nhưng mà ông không làm thế, ông còn mời thầy cúng về nữa, rồi ông thầy cúng này cũng nghe theo lời ông đó luôn, ông ấy nhận tiền rồi ông ấy làm một cái bùa chú mà niêm phong con lại trong cái con búp bê này mãi mãi vĩnh viễn để làm người hầu cho ông luôn, ông không muốn con đi. Ghê vậy. Ôi anh em ơi, tội nghiệp con búp bê này quá. Con búp bê này anh em, thật ra là nó có một cái linh hồn em bé ở trong con búp bê này, và nó luôn luôn biết giúp đỡ mọi người, nó đi giúp đỡ mọi người. Nhưng mà ông hàng xóm ổng lại quá ác, ổng lại kiểu niêm phong lại, ổng phong ấn lại không cho con bé này được siêu thoát, cho nên nó phải sống mãi mãi trong con búp bê luôn. Ôi nghe tội nghiệp vậy. Ê mà không sao đâu, ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ làm một cái vàng cầu siêu, ta sẽ cầu cho ngươi siêu thoát được chưa? Ủa nhưng mà ông chủ mà làm như vậy là con sẽ đi mất, là con không ở đây rồi, không có ai dọn phòng cho ông nữa đâu. Trời ơi, ta ở dơ quen rồi, ta ở dơ như con heo quen rồi. Trời, cái phòng ta trước đây á, nó dơ lắm, bây giờ có ngươi vô ngươi dọn dẹp phòng cho ta rồi gì, nó gọn gàng quá, ta nhìn không quen cái nào hết. Kệ ngươi, nói chung là với vậy chẳng lẽ giờ ta bắt ngươi ở trong búp bê này mãi, tội nghiệp ngươi. Ủa nếu mà được vậy thì coi gì bằng nữa. Thôi được rồi, ta đã chuẩn bị đồ để có thể mà làm một cái lễ cầu siêu cho ngươi được rồi nè. Từ từ để xem coi. Chắc là để ở ngoài cửa đi, ta sẽ để cái bàn ra như thế này nè. Sau đó là để bốn cái bàn cho nó bự rồi. Tránh ra cái bàn để cúng mà nhảy lên bàn vậy, con nhỏ này. Ok, mình sẽ bỏ nhang lên nè. Ok nhang rồi, sau đó là bỏ một con heo quay rồi, một ít trái cây nữa nè, sau đó là một con gà. Gì vậy? Chưa bao giờ con tính người ta cúng cho con mà người ta cúng đầy đủ vậy luôn, con cảm động xúc động lắm. Xúc động à? Nên cũng phải tội nghiệp ngươi lắm luôn á. Không sao đâu, ta sẽ giúp cho ngươi được siêu thoát mà. Từ thôi ấy, thêm một đống một bó hoa nữa nè. Ok được rồi. Ê, được rồi, đi qua đây, đứng nè, qua đứng. Hôm mà đứng trước bàn thờ đi, đứng trước bàn thờ đi. Ok rồi, đây ta cầu siêu nha. Lạy ông địa, lạy ông thần tài, làm ơn hãy giúp cho con bé này được siêu thoát đi ạ. Trời ơi, nó khổ lắm rồi, con thấy tội nghiệp nó quá. Dạ, thiên linh linh, địa linh linh, hãy cho bé búp bê này được siêu thoát hồ biên. Oh yeah. Ủa, cái gì vậy, Ui, ủa, siêu thoát cho ta. Hả? Ủa, ê, búp bê, mày nói gì đi. Búp bê ơi. Trời, nó im lặng luôn anh em ơi, hình như nó trở lại thành con búp bê, là không còn cái linh hồn trong nó nữa rồi. Thôi vậy chắc là nó được siêu thoát rồi đó. Thôi may quá. Ok anh em ơi, bây giờ á, con búp bê này đã được siêu thoát rồi, bây giờ nó chỉ còn lại là một con búp bê bình thường thôi, không còn cái linh hồn trong nó nữa. Mình nghĩ là mình sẽ đem con búp bê này lên trên chùa để bỏ ở trên chùa luôn, để cho người ta cúng thức ăn cho nó, cho thấy tội nghiệp đó quá. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Camui TV, Kyron TV, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ cho mình trong những ngày qua nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Ok, thôi bây giờ mình nghĩ là mình phải đem con SCP lên trên chùa đây. Thôi đi thôi.